đến sông Hàm Dương, truyền cho thuyền dừng lại ngơi nghỉ. Sáng sớm mai lên đường đó nha. Trăng thu dằn dặc sao thưa thớt, mặt nước sông Hàm sáng tờ gương, vô tình gió thổi trăng tan tác, đốt trầm ta vào khúc vắng dương. Đàn chim đớm sông nước cho rét buồn, tiếng chim thần thờ vì đang gợi nhớ xa xăm. Đàn chim đớm sông nước nghe cho rét. Lạ kìa, tại sao khúc giao cầm lại đứt dây? Hẳn có người nghe lén. Dạ xin đại nhân, chính chớ lấy làm lạ. Tiểu nhân đi kiếm củi về, đi ngang đây nghe tiếng đàn hiểu vợi, cho nên cất bước đi không đành đó thôi. Người là tiều phu mà biết nghe đàn cũng lạ, thật là cuồng vọng. Nhưng thôi, trong lúc ta đang vui, không muốn làm phiền kẻ khác, hãy đi đi. Đại nhân ơi, đại nhân không nhớ câu nói của người xưa: thật thất chỉ ấp, bất thủ trung tính. Nếu trong nhà có người quân tử, thì ngoài ngõ cũng có người quân tử. Đại nhân chớ quá khinh khi rằng chốn núi non rừng quê không biết nghe. Đàn nếu tiếng đàn của đại nhân không ai nghe thì hãy để làm gì? Nếu kẻ trên bờ quả là người biết nghe thì ta sẽ hỏi: vừa rồi ta khải khúc đàn gì, người nói thử ta nghe. Thưa đại nhân, đó là khúc Không Vọng Di, thân cái chết của nhân hồi. Nhưng vì đàn đã đứt một dây, nên không âm còn thiếu câu sao nữa. Hay như thế nào? Ta tiếc nhân hồn sớm mạng giống, tóc xương rèn đúc nhẫn tâm. Đang điều ngõ hẹp vui cùng đạo, dẫn tiếng lưu truyền giảng cổ niên. Hay, hay lắm. Thuyền đó hãy bước xuống thuyền. Nếu hiền hữu biết âm thanh cung bậc, thì chắc cũng biết ai là người chế tạo cây dao cầm. Đại nhân đã hỏi thì nếu nhân xin nói ra cái hiểu của mình. Xưa kia vua phục thi thấy năm sắc sao rơi xuống cây ngô đồng và kiếm bướm hoàng đậu, lúc đó reo ca biết cây gỗ đồng
hấp thụ được tinh hoa. Người mới say quân cắt rổ mang về, và cần bằng chế cây đàn theo đất dung dương. Thưa đại nhân, để xin kể lại sự tích cây đàn. Dạ, cây đàn ấy có 4 hi 7 khúc và 8 miệt là đánh kỳ, ú nhĩ, lý trăng, lũ tương. Trong 8 miệt ấy gửi đủ cả tình cảm, nên đại nhân gãy đàn cũng âm tuyệt vời là gãy à. Hay, hay, hảo bằng hữu. Hiền hữu quả là người tinh thông nhạc lý. Trước kia Khổng Tử đang gãy đàn, Nhan Hồi bước vào nghe có tiếng u trầm, biết Khổng Tử có ý tham sát nên lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết Khổng Tử đang đàn, thấy con mèo bắt chuột. Vậy thì Nhan Hồi trước nghe tiếng đàn mà biết lòng người. Còn hiền hữu ngày nay nghe ta đàn mà biết lòng ta đang tư lự gì không? Dạ, đại nhân cứ đàn đi. Được, ta đàn đây. Tiếng đàn nổi, ý tại non cao. Còn khúc này tiếng đàn nổi, ý tại lưu thủy. Tuyệt hay, dám hỏi tiên sinh quy danh và quê quán, xin hà danh hà tâm. Tại hạ tâm tự kỳ họ chung, ngũ tại thôn thâm hiền. Còn đại nhân cao danh quý tánh là chi, và cắt nhầm ở phương nào? Tại quan họ Du Tâm Thủy, nhà còn có tên từ là Ba Nhà. Nhưng vì có công vụ đến nơi này, xét mình tài hẹn đứt kém tuổi. Trình đại nhân chờ quá hạ mình, khiến tử kỳ nhất lễ với bề trên. Thưa đại quan, tại hạ có cha mẹ già, không có anh em, nên phận làm hỏng phải đáp đền chữ hiếu. Dẫu cho công hầu bá tước cũng không thể đổi lấy một ngày hiếu dưỡng của tại hạ đối với song thân được à. Tiên sinh quả là người chí hiếu, trong đời dễ có mấy ai. Chẳng hay tiên sinh năm nay bao nhiêu niên kỷ? Dạ tiểu nhân năm nay 27 tuổi. À, vậy tiện quan hơn tiên sinh 1 tuần, tức 37 tuổi. Nếu tiên sinh không chê, tiện quan đức mọn tài hèn, thì xin kết làm anh em, để khỏi phụ nghĩa tri âm mà đời ta chưa từng gặp. Đại quan, đại quan chớ nổi vậy mà lòng đây thêm xót xa. Tặng áo dài quê mùa, sông chốn sơn cùng, làm sao dám sánh với đại quan. Công khanh thượng quốc, một đời điều dung rất
quái dân. Nhưng mà người ơi, đâu chỉ sang giàu, những mong đức hạnh muốn đòi vàng mua được mấy chăng. Nếu tiên sinh nhận làm anh em với ta thì thật là giáng hạnh, còn chuyện giàu nghèo xin đừng nói đến. Đại nhân, bên đỉnh Trầm Hương có thiên cao chân giam, tám lại kết giao thâm tình trí ngộ, đời của bá nha được cùng ai đối ẩm xuống đêm dài. Huynh lớn tuổi hơn đệ chung tử kỳ, vậy nỗi lòng đấy xin cùng ai cạn tỏ, để trăng vàng chân dám nghĩa đệ huynh. Cái giả dối thấp hèn là người ta không dám nói thật với nhau, hay sự thật mà người xưa đã dài. Tử kỳ ơi, muôn dặm xa xôi huynh về gặp lại, đó là niềm vui của một đời người. Thưa đại quan, trời đã sáng, xin đại quan chuẩn bị xuất hành. Được, hiền đệ. Hiền đệ có thể đưa huynh đi một dặm đường, hay cùng huynh sang Tấn Quốc ngoạn cảnh. Tiểu đệ không dám phụ lời hiền huynh, sống việc này không dám hứa chắc, vì tiểu đệ không xin phép được sống đường thì tiểu đệ mắc lỗi với hiền huynh. Tiểu đệ thật là chính nhân quân tử. Thôi, ta hẹn ngày này năm sau. Tiểu đệ sẽ đợi huynh ngay gành đã. Tử kỳ ơi, cái buổi chia tay ai không buồn khi giả biệt, huynh sẽ trở lại tìm ai tại bến sông này. Sông núi mênh mông chẳng có đất trời, hiền huynh đi ngày đêm mong đợi, đợi huynh về ta càng chen huynh tưng. Vì nhau xin nhớ bên sông này, đã hẹn thì ai chờ quên ai. Giao cầm một khúc mà nên bàn, dành nghĩa cùng ai đến bắt đầu. Xin tạm biệt, thuyền đã nhổ nén về Tấn Quốc, chúng tử kỳ ở lại nhớ mong mai. Ngày đợi tháng chờ tiền lực sống, sống dài đời rộng bá nhà ở. Con chim truyền, con chim truyền nhìn ai, bóng mai đi như bóng chim xa vời. Còn ba phương này đêm ngày dối bóng, lòng vẫn mong ai đến nơi bên hẹn. Cánh đá này đây như tâm hồn sáng soi, người đã đi xa dòng sông còn xôn xao sóng, vỗ nhẹ vào đây những tình cảm mong chờ. Xa nhau không phải là vĩnh biệt, nhưng có ai biết đời sẽ ra sao. Còn ta dù trong giấc mộng mơ màng, vẫn quyến luyến lưu luyến bản vàng bản nhang.